Mẹ vợ em bây giờ cứ gọi điện cho em. Khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em ngồi đó em chờ, khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Chào cô. Con chào cô anh. Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em ngồi. Chào cưng. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh chị hết. Dạ. Lời đầu tiên cho phép Đinh Vi Trường xin được gửi lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em năm nay được 36 tuổi, hiện tại thì em đang là ca sĩ. Mời em. Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Thu Hương. Em năm nay 33 tuổi ạ. Và em cũng là ca sĩ ạ. Hai em đã có em bé chưa? Tụi em hiện tại đang có một bé trai được 16 tháng ạ. Kể cho anh biết đi, hai vợ chồng lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Bọn em thì ngày xưa là cùng là ca sĩ, đi hát với nhau ở ngoài Hà Nội, đi hát phòng trà. Cái thời gian đầu là em biết cô này không biết em. Mỗi lần em đến á, lúc em chuẩn bị hát thì là cô hát xong rồi cô đi mất rồi. Nhưng mà lúc đó là Trường đã hát, đã tham gia chương trình Chưa, lúc đó là em chưa vào Sài Gòn và em chưa tham gia chương trình Việt Nam Idol. Em cũng để ý cô bé này là làm cùng chỗ với mình, cũng xinh xắn, cũng dễ thương, cũng hát cũng hay. Thời gian sau đó thì tụi em có duyên được diễn chung một cái chương trình đi tỉnh, được đi chung xe với nhau. Và cô ngồi ghế trước em mới có cơ hội để chuyện trò. Với Thu Hương thì em ấn tượng gì nhất ở Thu Hương? Ấn tượng nhất với vợ em lúc đó là làn da. Làn da cô rất trắng. Em thì thích phụ nữ là phải có làn da trắng. Tại vì em cũng trắng. Dạ không phải. Hương ấn tượng ở trường là điều gì? Lúc mới đầu gặp anh Trường thì em cũng chưa có một cái ấn tượng gì lắm. Có những buổi mà em hát ở phòng trà, gửi xe ở ngoài, em có nghe thấy một giọng nam hát rất hay. Quay lại sau, giọng giống Lam Trường thế. Ngày xưa Lam Trường là ấn tượng của em. Vâng. Cuối cùng lúc đi vào thì ra là anh Trường. Lúc đó thì bắt đầu em mới để ý đến anh. Cũng là anh Trường nhưng mà không phải anh Lam Trường. Đúng rồi, mà Lam Trường cái thời đó là nói cái bài mưa. Lúc đấy anh Lam Trường, em cũng chỉ nghe nhạc của anh Lam Trường không, và em hát lại hơi bắt chước anh Lam Trường một xíu, mà toàn hát bài của anh Lam Trường. Em hát thử một câu giống Lam Trường. Chị đang bây giờ đề nghị giống như em. Bây giờ thì lại không giống nữa rồi ạ. Cứ hát đi, không cần cái bài nào mà em cho rằng nó giống Lam Trường nhất. Cái bài mà em thích nhất của anh Lam Trường vẫn là bài Tình Thôi Xót Xa. Nhưng mà bây giờ em hát thì không thể nào mà giống được như lúc trước em bắt chước, là bây giờ em hát đúng theo kiểu của em. Em hát em cứ hát đi, còn không là tới anh hát đó nha. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Làm Trường vô nha. Chú trên cao, hoa nở lung linh đây. Nụ hôn thương anh trao em rồi. Hay không? Tiếp Trường này xóa đi để đỡ lại cho anh Lâm Trường. Em như kiều đắm say cho hôn ngất ngây, cuộc tình ở dài lâu ngô sâu vòng tay em ai. Hay quá. Lắp trường. Hương nữa, Hương hát cho chị nghe đi. Hương hát cho chị giọng nghe. Giọng Hương hay lắm á. Anh đang nghe lần nào đâu ạ? Thêm một bài nữa đi. Em vợ em hai vợ chồng song ca được không? Vợ em thì là một ca sĩ mà hay hát đạt nước ngoài, toàn hát tiếng Anh thôi ạ. Thì kể câu cũng được em. Hương hát đi Hương. Bất cứ một bài gì vợ cảm thấy là vợ hát được ngay lúc này thì vợ hát. I love you but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me cool, just like you knew you could. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. Hay quá. Trời ơi, hai vợ chồng thiệt á, coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai mà không ai hơn được ai luôn á. Bây giờ mình vô thẳng nữa cái giai đoạn mà các bạn yêu nhau đi. Dạ. Năm 2008 là em bắt đầu em thi Việt Nam Idol, thì bắt đầu 2009 em bước chân vào Sài Gòn. Chính thức em sống tại Sài Gòn từ năm 2009 cho đến 2014. Nghĩa là khoảng 5 năm là năm xa. Năm yêu xa. Dạ. Yêu xa 5 năm luôn. Dạ. Wow. Coi như là cứ ăn đầu xong em cuối xong. Vậy đó hả cưng? Ai có thời gian rảnh thì lại bay ra, bay vô, gặp nhau thăm nhau vài ngày. Mà trong thời gian xa như vậy, có những kỷ niệm hay những cái biến cố gì mà nó là không thể quên được á, ở trong cái cuộc sống của hai đứa tụi em không?
Đối với em thì lúc đó nó là biến cố, bây giờ nó là kỷ niệm rồi. Tức là cô này lúc đó cô ấy sinh viên của trường đại học ngoại ngữ, có thời gian mà đi du học ở bên Trung Quốc nữa. Đài truyền hình Quảng Tây và đài truyền hình Nam Định hay mời cô sang bên đó để biểu diễn vào những dịp lễ, dịp Tết. Mỗi năm cô đều qua đó một hai lần để biểu diễn. Thì là năm 2010 bị tai nạn bên đó, đi xe ô tô của đài truyền hình luôn ạ. Trên xe có 4 người bị lật trên đường cao tốc, thì là có 2 người mất ngay tại chỗ, còn 1 người thì là sống thực vật. Cô này thì cô ấy đúng là may mắn thôi, là chỉ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn. Là kính đâm vào người bất tỉnh, xong rồi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bao lâu mới tỉnh lại? Mẹ vợ em bây giờ mới gọi điện cho em, mà lúc đó em lại đang quay một bộ phim truyền hình trong này. Khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em cố quay xong ngày hôm đó thì em xin đạo diễn là dồn lại tất cả những buổi quay của em sang ngày khác cho em xin nghỉ vài ngày để em ra. Thế là em cũng sắp xếp được công việc. Sau đó em ra thì em đi liền sang Trung Quốc. Đi đến Trung Quốc thì sang đó cô vẫn bất tỉnh. Em ngồi đó em chờ, khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Có nghĩa là mở mắt ra là em thấy trường đầu tiên. Dạ. Ồ, trời ơi, lúc đó cảm giác em sao? Lúc đó thì em nghĩ là em mơ thôi, cũng như là một giấc ngủ dài ạ. Thì em thấy anh ở bên cạnh và thấy mẹ em có hỏi là ố sao mẹ với cả anh lại ở đây. Sau đấy thì bắt đầu em mới biết được là chuyện gì xảy ra. Rồi ở bên đó bao lâu thì mới về Việt Nam? Dạ em ở bên đó 2 tuần ạ. 2 tuần như vậy là trường chắc ở được mấy ngày thôi đúng không? Dạ vâng. Lúc mà anh trường anh đi thì thực ra là có mẹ em bên đó rồi. Cái lúc đó là em đã thấy yên tâm rồi. Yên tâm rồi, đúng rồi ạ. 2 tuần xong em về Việt Nam, em có phải nằm viện tiếp nữa không? Dạ không, em ở nhà mẹ em chăm em. Dưỡng thương bao lâu thì em bắt đầu hoạt động trở lại được? Dạ tầm 4 tháng á. Đi lại bình thường là mất một khoảng thời gian là bao lâu? 1 năm ạ. Một năm, tại vì là bác sĩ có hẹn là 1 năm sau quay sang bên đó để lấy đinh, lấy nẹp trong chân, trong tay ra. Yên tâm rồi, đi lại được luôn. Yên tâm rồi. Thì cỡ chừng chưa được 1 tháng sau, đang đi bộ thì tự nhiên là chân khuỵu xuống. Có người ta không biết, người ta đỡ thì người ta cũng sốc lên, thì đúng vào cái phần tay này, người ta kéo tay nó ở đó thì gãy luôn cả tay cả chân, đúng vết cũ luôn. Tức là tháo ốc, tháo này kia nọ đó. Trời thì cái đó nó chưa lành. Dạ, nó cũng chưa có thể ạ, dạ vâng. Nên khi mà cọ sát đụng nhẹ là vỡ ra, tức là gãy ở trong nó luôn. Cái lần đó thì... Thì các chị nghe kể không? Kể mà em còn ớn á. Thấy đau lắm. Lần đó thì em cảm nhận hết, mọi đau đớn là em cảm nhận hết. Cái lần đầu tiên thì là em thì bất tỉnh biết, rồi. Đúng không? Ông là đau nhất. Vâng, thực ra là lúc em chỉ muốn là nếu mà phải là em thì em gánh hết cho cô thì cô đỡ phải chịu đau đớn. Vì em có một điều mà đến lúc mà em còn cảm thấy nếu mà mình như vậy mình cũng đau đớn này. Khi mà cô ấy bị như vậy thì là đưa vô bệnh viện cấp cứu ngay. Nhưng mà xui cái đúng ngày đó là ngày 1 tháng 5. Vô nằm chờ 3 ngày thì mới được bác sĩ về, đi về thì mới được. Trời, 3 ngày trời. 3 ngày trời nằm, cứ nằm nẹp tạm thôi, nằm đó thôi. Chân nó cứ lùng lẳng. Thế em mới bảo là mình con trai, mình đàn ông con trai mà mình gặp trường hợp này có khi là mình còn đau đớn nữa. Vậy là giữa cái mà lúc đó với cái đau đẻ đó là coi như đối với em là bình thường luôn, đúng không? Dạ, là đúng rồi. Thực sự người ta nói không gì bằng đau đẻ, nhưng mà cái kiểu của em mà gãy lại là chị nghĩ nó đau kinh hoàng lắm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và tụi em là kết hôn được mấy năm rồi? Hơn 5 năm rồi ạ. Hơn 4 năm. Nhưng sau, mà nói 4 năm sau thì mới có con. Khi mà Thu Hương lành hết thì dĩ nhiên trên người sẽ còn có những cái vết sẹo. Khi bắt đầu em nhìn thấy những cái vết sẹo đó, thật sự anh đang muốn nghe cái suy nghĩ của em lúc đó. Em nghĩ là anh là đàn ông nên anh rất là nhạy bén trong cái chuyện này. Nó thực sự là em cũng thời gian đầu mà em nhìn những vết sẹo của vợ em sợ. Nhìn đã sợ rồi, biết nào nó dài như con rết ấy, nó còn nổi lên nữa, sẹo lồi mà. Xong rồi sờ vào là mình thấy rung mình à. Là lúc đấy em cũng căng thẳng lắm, em bảo bây giờ chạm vào mà mình còn thấy sợ. Em phải cũng phải mất một thời gian dài để em tập làm quen cái chuyện này. Nhìn thấy vết sẹo của người yêu mình mà mình không thấy sợ này, chạm vào nó mình thấy bình thường này. Cuối cùng là em cũng làm được. Và bản thân cô ấy lúc đầu cô còn ngại, nhưng bây giờ cô không cần phải che sẹo. Thì lúc tụi em trong cái khúc mắc về tình cảm, sau khi bị lần thứ hai cô ấy lo lắng quá, cô nghĩ rằng cô là người vô dụng, cô ấy sẽ không thể nào cô đi lại được bình thường, sẽ trở thành người tàn phế. Bởi vì cô mất 2 năm là tự nhiên là thành một người không đi làm, rồi là không có thu nhập, rồi là mẹ phải nuôi, cho đến cái chuyện mà vệ sinh cá nhân là cô ấy cũng không tự làm được. Nên cô cảm thấy là cô tự ti và cô cảm thấy cô ấy vô dụng vô cùng. Cô ấy đòi bỏ em, giải thoát cho em, giải thoát cho em, cho em đi yêu người khác, đúng không? Mà dễ gì em chịu, đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của em nó mâu thuẫn lắm á. Lúc đó là rất yêu anh, bởi vì là cái tự ti về bản thân á, cho nên là em muốn giải thoát cho anh.
cũng bởi vì là muốn tốt cho anh thôi. Anh có nói với em một câu cả cuộc đời em không bao giờ quên: em cứ yên tâm, cho dù em có tàn phế cả đời, em có phải ngồi xe lăn cả đời thì anh cũng vẫn sẽ yêu em, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời. Tụi em đúng là sanh ra để mà gọi là phải là của nhau. Bọn em lúc đó thì nó có thể là nó là cái biên cố, nhưng bây giờ thì nó là cái kỷ niệm. Ký ức đẹp cỡ mấy mà vô đúng cái format của chương trình là cũng đến phải... phần nhì là cũng phải nói có xấu với nhau. Mà thực ra mình nói để làm gì? Mình nói để cho mình hoàn thiện hơn, để cho cái gia đình mình gắn kết hơn. Yeah. Chứ không phải nói là để mà bươi móc, không phải vậy. Cái mục đích của chương trình là như vậy. Vì tập xấu à? Vợ cứ chia sẻ, vợ chia sẻ cho anh chị, cho mọi người biết là chồng có những tật xấu gì. Vợ cứ nói đi. Anh Trường thì anh ấy có mỗi cái tật xấu mà em hơi khó chịu một chút. Anh ngủ hay ngáy lắm, mà ngáy to. Nếu mà đều thì không nói chuyện làm gì. Cái đó khổ lắm em. Đang ngưng, em tưởng là êm rồi, tự nhiên là cắm một cái. Đúng rồi, là giật mình không ngủ được luôn. Mình không biết em. Nhưng mà dạ, em đúng yên rồi, tâm mình là không có qua được. Với cả thực ra là khổ lắm, với cả không khổ lắm luôn á. Thực ra là bình thường thì ngáy cũng nhỏ, nhưng mà nhậu về mệt xỉn thì ngáy to nhiều anh. Anh nhậu về ngáy một cái muốn sập cái phòng. Khổ tâm lắm em ơi. Tới mức mà mình buồn không buồn, ghi âm lại nghe lại xong cái buồn lắm kìa, lo lắm. Mà cái gì đâu buồn, cái đâu phải tật xấu. Không, anh rất sợ cái tiếng ngáy của anh làm phiền. Nhưng mà em có biết là sau đó là mình sẽ bị ghiền không? Nếu mà những cái bà vợ á, chị không biết em như thế nào, nhưng mà chồng chị cũng ngáy dữ lắm, nhưng mà giờ không có tiếng ngáy ngủ không ngon. Tại vì á, quen rồi, thành ra là nghe tiếng ngáy là mình đang được bảo vệ, mình đang có người bên cạnh mình. Cái lúc mà chưa lấy nhau á, em không mấy bận tâm đến cái tiếng ngáy đâu ạ. Thậm chí là anh có ngáy to mấy thì em vẫn ngủ ngon. Thế nhưng mà từ lúc mà sinh bé, em lo bé không ngủ được. Tại vì nhiều lúc là anh ngáy to quá bé giật mình. Vâng. Cho anh hiểu sao nha. Hai đứa con anh nó ngủ chung với anh từ lúc sơ sinh đó. Quen luôn. Từ lúc sơ sinh cho tới bây giờ luôn á. Con em... bí ngô nó cũng ngủ rất ngon khi bà nó ngáy. Nó quen. Tức là vậy nè em, cái gì cũng vậy, nó phải có cái sự thích nghi. Và khi như vậy, tức là giống như mình sống chung với lũ. Là mình phải biết thích nghi với lũ. Giống như bây giờ ba nó không thể sửa được. Bây giờ cái đó nó đâu phải tật xấu đâu mà sửa. Cái đó nó là cơ địa, nó là bệnh. Đúng rồi, nó là bệnh lý rồi. Thì mình phải sống chung với tiếng ngáy. Thì từ từ là thích nghi, sau đó là ghiền. Có tật xấu gì mà nó khác không? Thí dụ như là nóng tính nè, hay gia trưởng nè, hay là lượng thượng có gia trưởng không? À, gia trưởng thì tất nhiên là có rồi ạ. Thế nhưng mà cũng vừa phải thôi, vừa đúng phải. Không? Thường có những cái tật xấu cơ bản của những ông chồng đó là ở dơ. À, cái này thì anh rất sạch ạ. À, có tật xấu là cũng đôi khi thỉnh thoảng là cũng hay về muộn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nhậu. Ngày đó thì bây giờ em ham vui thôi ạ. Đó là ham vui đó. Ham vui là tật xấu đó. Ham vui là tật xấu đó. Giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em thì em chỉ muốn là anh đi với bạn bè, đi nhậu nhẹt nhé các thứ, thì cố gắng là uống ít một chút, về nhà sớm hơn một chút. Anh uống nhiều nó hay ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì anh ấy bị xoang á. Thì mỗi lần mà anh ấy về anh khó thở lắm. Rồi là ngáy to nữa. Thì tất nhiên ngáy to rồi, nhưng mà anh ấy uống nhiều xong là về thẳng một ngày hôm sau là anh ấy ngủ bệt luôn. Thực ra thì bây giờ em cũng ý thức được hơn rồi. Lúc trước là vợ mà gọi là em gọi để một đấy, về ngay đây, nhưng mà thực ra là cái về ngay đây nó phải mấy tiếng sau em mới về. Nhưng mà bây giờ thì là em ý thức được rồi. Em cũng không hay ngồi lên la cả quá. Hiểu được cái điều mong muốn của vợ thì khắc phục em. Rồi giờ tới em nè, cô ấy có thật xấu gì không? Chỉ là những cái tật xấu nó nhỏ thôi mà em cũng kinh quen đấy. Thí dụ hay quên tai hại lắm anh ạ. Quên gì? Lắm lúc mà cô hỏi em là chồng ơi, đồ trắng này như nào đây, vợ cứ để đấy, chồng tự giặt tay. Thì không hiểu sao ngày hôm sau thì em vẫn thấy cái đống quần áo trắng của em, quần áo diễn của em nằm trong máy giặt rồi, và nó thành màu cháo lòng. Thôi em phải thông cảm, cái vụ đó là do cái sự cố mà ngã xe, tông xe, thuốc mê mà em. Thuốc mê bắt buộc là sẽ phải giảm bớt. Đã vậy còn xanh nở nữa là mau quên. Còn rồi, gì tiếp nữa theo. Nè? Bảo thủ. Ấy. Cực kỳ bảo thủ luôn anh ạ. Bảo thủ mà bảo vệ chính kiến của mình một cái cách gọi là cố chấp. Thôi xong, cãi yêu luôn, cãi cho tới luôn. Tới thôi luôn. Xong. Còn những gì nữa không? Cô này nói cô bảo em ngủ thì hay ngáy thì cô ngủ hay gác. Gác mà toàn gác lên bụng lên ngực ngày sau thở anh. Thôi nào, gác lên cổ không? Có lần em ngủ say là gác lên cổ rồi, xong là luôn rồi đó. Lúc đầu thì em còn khó thở, em không quen. Bây giờ thì quen rồi. Quen luôn. Lắm hôm em ý thức được là nếu mà em nhậu xong về em ngáy to là em sẽ tự
trải nghiệm gì dưới đất em ngủ để không phiền vợ, không phiền con. Em lấy gối em ôm, em lấy gối em gác, nhất định là em phải có một cái gối đó thì thành quen, nhất định là phải có người gác. Rồi bây giờ đến phi trường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thay đổi cũng được mà không thay đổi cũng được, không sao cả. Trong đến giờ này là cũng quá hiểu nhau rồi. Nếu mà thay đổi được nữa thì là quá tốt. Thực ra là thay đổi để tốt cho cô ấy. Bớt bảo thủ đi tốt. Bớt bảo thủ cho bớt khắc khẩu, cho nó khỏe đi, đúng không? Dạ. Và em lúc trước là em còn hơn thua, bây giờ là em là thôi em nhịn, thôi cho vợ về nhất. Rồi thôi chị, cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Dạ. Cảm ơn anh chị ạ. Chào anh chị.